Chào mọi người nhé, hôm nay em lại có ít máy để bán cho mọi người. Thì giá máy ở đây em bán là giá máy chưa bao gồm phụ kiện nhé. Nếu mà mọi người lấy thêm sạc ấy, thì mọi người thêm 100.000 nữa giúp em. Thì sạc zin chính hãng, hỗ trợ sạc nhanh luôn nhé. Còn nếu mà ví dụ mọi người muốn lấy sạc ấy, mà không phải sạc chính hãng, thì cái sạc đấy em sẽ tặng nhé. Đấy, sạc không chính hãng thì em sẽ tặng không tính tiền. Còn nếu mà sạc zin chính hãng hỗ trợ sạc nhanh ấy, thì mọi người thêm 100.000 nữa giúp em nhé. Còn cường lực và ốp lưng ấy, thì nhà em sẽ auto tặng. Đấy, ốp lưng thì có rất là nhiều kiểu nhiều mẫu. Đấy, mọi người lấy ốp thì chỉ cần gửi hình ảnh qua thôi là bọn em có thể in được rồi. Đấy, ví dụ đây ốp 7 màu này. Đấy, còn đây là ốp in hình này. Đấy, ốp da, ốp riếc các thứ. Đấy, rất là nhiều loại ốp. Đấy, mọi người chỉ cần gửi hình ảnh qua là bọn em có thể in được tặng mọi người rồi nhé. Còn cường lực thì gần như là máy nào nhà em có hết tất cả những máy ở trên đây. Để nhà em đều có miếng dán cường lực hết nhé. Thì sẽ tặng cho mọi người cường lực và ốp lưng auto tặng luôn. Còn sạc thì mọi người lấy sạc chính hãng thì thêm 100.000 nữa giúp em nhé. Rồi, ok. Thì ở đây em có con Samsung A9 2018, gọi A920 3 triệu tư này. S7 này, 1 triệu 8 này. Con này S7 1 triệu 6 này. S7 1 triệu 7 này. A8 2 triệu 1 này. Con này là A8 Plus nhé, 3 triệu 2 này. Con này là A50 2 triệu 9 này. Con này A50 3 triệu 3 này. Con này là A520 1 triệu 6 này. S9 Plus 4 triệu 8 này. Oppo A92 2 triệu 4 nhé. Samsung J7 RAM 1 triệu 7 này. Samsung J7 Pro 1 triệu 7 này. Note 9 4 triệu rưỡi này. Note 9 4 triệu 8 này. Con này là Note 9 6 triệu 7 này. Note 8 4 triệu này. Note 8 màu đen này, 4 triệu này. Còn con này là Note 8 màu xanh này, là cũng 4 triệu này. Con Note 8 màu đen này 4 triệu mốt này. Oppo Zero 3 5 triệu này. Oppo Zero 2F 4 triệu 2 này. Oppo Zero 2 6 triệu nhé. Rồi. Máy Oppo Zeno 2 là máy mới full book chưa qua sử dụng nhé, 6 triệu này. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem chi tiết từng máy một. Đây là con A9 2018 hay còn gọi A920. Thì có con này là kính lưng zin này. Đấy, bản Việt 2 sim nhé, bán cho mọi người là 3 triệu 4 này. Đấy, máy kính lưng zin này. Viền thì xước nhẹ nhé. Đấy. Viền của nó xước rất nhẹ luôn. Đấy, xước ghi là nhẹ nhé. Đấy, viền xước nó chỉ 5 tâm như đầu kim thôi. Ừ, viền xước nhẹ nhé, không bị cấn móp gì nặng. Màn đẹp, trong không chút ám ố gì nhé. Đấy, con này là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đây này. RAM 6GB này, bộ nhớ trong 128 này. Đấy, rất là mượt mà luôn, cực kỳ là ok nhé. Đấy, con này quá mượt mà luôn, chạy cực kỳ là mượt nhé. Đấy, RAM 6, bộ nhớ 128 này. Cam đằng sau của nó thì siêu đẹp luôn, siêu khủng luôn nhé. Còn con này con S7 này, con này S7 bản Hàn một sim nhé. Con này bán cho mọi người là 1 triệu 8 này. Con này kính lưng zin nhé. Đấy, kính lưng zin này, viền khá là ok nhé. Đấy, xước nhẹ thôi. Ừ. Đấy, có mỗi chỗ góc này nó móp một chút thôi nhé. Còn đâu là rất là ok nhé. Đấy, mỗi góc ấy móp một chút thôi. Màn hình thì đẹp này, không ám ố nhé. Đấy, màn đẹp, không ám ố gì nhé. Ừ. Rất là đẹp luôn nhé. Con này RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32 nhé. Rất là ok luôn.
Ơi, con này cũng là Samsung S7, con này cũng là bản Hàn, một sim, bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Con này kính lưng của nó bị tróc sơn nên em đã lột ra, sơn ra thì nó thành kính lưng trong suốt nhé. Đấy, rất là phong cách luôn. Viền con này cũng khá là đẹp luôn. Đây, móp mỗi móp, móp nhẹ đây. Đấy. Con này là máy màu vàng hồng nhé. Đây, móp mỗi chỗ đấy thôi. Rất đẹp, máy mà màu vàng hồng, nghiêng là nó sẽ đổi màu nhé. Đấy, con này màn ám nhẹ nhé. Đấy, con này màn ám nhẹ này. Bán cho mọi người là 1 triệu 6 nhé. Con này cũng như là RAM 3 này, bộ nhớ trong RAM 4, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Đấy, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Cấu hình OS S7 thì quá ok rồi. Con này máy màu vàng này. Đấy, màn cũng ám nhẹ nhé. Màn ám nhẹ này. Cũng là bản Hàn một sim nhé. Đấy, bản Hàn một sim, kính lưng zin nhé, nhưng mà nó hơi rộp ít sơn ở mép này nhé. Đấy, hơi rộp ít sơn mép thôi, nói chung là ở mép thôi chứ còn nhìn như thế này rất là ok nhé, đẹp nhé. Đấy, viền này quá ok luôn. Đấy, đẹp, viền con này đẹp nhé, đẹp xuất sắc luôn đấy. Đấy, màn ám nhẹ nhé, con này cũng RAM 4, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Đây, RAM 4 này, bộ nhớ trong 32. Rất là ok, máy màu vàng nhé. Bán cho mọi người là 1 triệu 7 nhé. Nó chỉ hơi rộp ít sơn ở chỗ mép, chỗ này thôi. Còn nó rất là ok nhé. Đấy, bán cho mọi người 1 triệu 7 này. Đến con này là con A8. Con này A8 nhỏ nhé. Con này A8 nhỏ bản Việt 2 sim này, bán cho mọi người là 2 triệu 1 này. Con này kính lưng zin nhé. Đấy, kính lưng zin này, viền thì nó có vết chày nhẹ đây nhé. Đây này, góc bên này này. Đấy, còn ở bên này thì đẹp này, hông đẹp này. Đấy, trên đầu này cũng chày nhẹ nhé. Đấy, chỗ này thì có một vết chày hơi nặng, một chút hơi sâu này. Đấy, nói chung là đấy, nó chỉ có mấy vết chày như vậy thôi nhé. Còn đâu thì rất là đẹp, kính lưng thì rất là đẹp, nó không bị xước gì nhé. Đấy, viền thì bên hông đẹp đấy, nó chỉ bốn góc, nó có mấy vết chày nhẹ như vậy nhé. Màn hình thì đẹp, không có một chút ám ố gì nhé. Đấy, màn rất đẹp luôn. Con này là RAM 4 GB, bộ nhớ trong của nó là 64 GB nhé. À, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Đấy, con này RAM 4 nhé, RAM 4 bộ nhớ 32 nhé. Đấy, A8 nhé, cam đằng trước 2 cam này. Đấy, rất là đẹp luôn, xịn sò. RAM 4 bộ nhớ 32 này. Còn con này là con A8 Plus. Đấy, A8 Plus thì màn hình nó to hơn nhé. Kiểu dáng thì như nhau nhưng mà nó to hơn này. Con này cũng bản Việt 2 sim. Đấy, kính lưng đẹp nhé, zin nhé. Viền thì siêu đẹp luôn. Viền đẹp nhé. Viền đẹp hơn con A8 nhỏ rất là nhiều luôn. Đấy, nét căng luôn. Đấy, bên hông này. Nét căng. Đấy. Đấy, nó chỉ có bị xước một ít chỗ này này. Hơi bạc sơn một tí chỗ này thôi. Rất là nhẹ luôn, mỗi một tí chỗ đấy thôi, còn đâu là nét căng luôn nhé. Đấy, các chỗ khác thì nét căng luôn, chỉ hơi bạc sơn một tí chỗ này thôi nhé. Đấy, hơi bạc một chút chỗ này thôi. Màn hình thì đẹp, không có một chút ám ố gì nhé. Đẹp trong, con này thì cấu hình cao hơn hẳn so với con A8 nhỏ kia. Con này RAM của nó 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nhé. Con kia A8 nhỏ là RAM 4, bộ nhớ 32, con này là RAM 6 này. Đây, cho mọi người này. Đấy, RAM 6 GB này. Đấy, bộ nhớ của nó là 64 GB nhé. Đây, cho mọi người xem bộ nhớ này. Đấy, bộ nhớ của nó là 64 GB nhé. Đấy, nên con này cấu hình rất là mượt luôn. RAM 6, bộ nhớ 64 nhé. Đấy, rất là ok luôn. Con này bán cho mọi người là 3 triệu 2 nhé. Đấy, A8 Plus bán cho mọi người 3 triệu 2. Còn con này con A50 nhé, nâng máy màu đen, nâng 7 màu này, ánh 7 màu nhé. Con này bản Việt 2 sim này, bán cho mọi người là 2 triệu 9 này, kính nâng zin nhé, đẹp nhé. Viền cũng đẹp nhé, nó chỉ hơi ốm một chút thôi. Còn đầu viền con này rất là đẹp luôn. Đấy, nó chỉ hơi ố sơn một tí thôi nhé. Rất đẹp luôn. Đấy, không bị cấn móp các thứ gì. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64 này. Đó.
Con này bán cho mọi người là 2 triệu 9 nhá. Ra 4 bộ nhớ 64 bán cho mọi người 2 triệu, 2 triệu 9 này. Con này cũng là bản, con này cũng là A50 bản Việt 2 SIM này, bán cho mọi người 3 triệu 3. Con này vì sao bán cho mọi người là 3 triệu 3? Bởi vì con này nó là bản RAM 6 bộ nhớ 6 128 nhá. Nè, kính lưng đẹp này, zin này. Viền đẹp nhá, viền con này đẹp hơn con kia. Không bị ố gì đâu, đấy nó vẫn còn bóng. Viền con kia thì còn bị xỉn ố chứ viền con này rất là bóng luôn nhá. Đấy, kính lưng của nó cũng rất là bóng luôn. Đấy, con này cực kỳ là mới luôn nhá. Vậy RAM 6 bộ nhớ 64 đây em cho mọi người xem này. Ừ, nhé. Đây, RAM 6 này. Đây. Đấy, RAM 6 này. Bản RAM 6 một bộ nhớ 128 nhé, bán cho mọi người là 3 triệu 3 nhé. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128 này. Rất là ok luôn, khủng. Còn con này là con A520 này. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, máy bản Việt 2 SIM nhé. Bán cho mọi người là 1 triệu 6 này. Con này lưng zin nhé, lưng zin hơi xước một chút này. Đấy, nhưng con này dán BBS vào thì bao đẹp cho mọi người luôn, không nhìn thấy vết xước này luôn nhé. Vì nó xước kiểu xước lông mèo thôi, nhưng mà nó nhiều vết xước. Viền thì đẹp nhé. Viền con này rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Viền rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy. Siêu đẹp luôn đấy. Đấy. Có mỗi một vết cấn chỗ này thôi. Đấy, mỗi một vết cấn chỗ này. Còn đâu rất là đẹp luôn. Màn thì cũng đẹp nhé. Màn đẹp không có một chút ám ấu gì. Đấy. RAM 3 bộ nhớ trong 32 GB nhé. RAM 3 bộ nhớ 32 này. Đấy, mà có 1 triệu 6 thôi. Rất là ok. Còn con này là con S9 Plus này. S9 Plus con này máy bản Hàn một SIM nhé. Đấy, bán cho mọi người là 4 triệu 8 này. Kính lưng zin nhé. Đây này. Con này viền đẹp nhé. Viền đẹp không có cấn móp gì đâu nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Không có xước hay cấn móp gì nhé. Viền đẹp nhé. Kính lưng đẹp. Màn thì hơi ám một chút nhé. Ám rất nhẹ luôn. Ám cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy, mọi người nhìn như này thì không có nhìn được thấy vết ám. Phải để ý thật kỹ thì nó có một cái vết ám ở trên đầu này này. Đó. Để ý thật kỹ thì thấy một cái vết ám ấy nhé. Con này RAM 6 này. Bộ nhớ 64 GB nhé. Đấy. RAM 6 bộ nhớ 64 nhé. Màn nói chung là rất là đẹp. Nói chung là ám nhẹ như này thì nó sẽ xếp vào cái dạng là không ám rồi. Đấy. RAM 6 bộ nhớ 64 bán cho mọi người 4 triệu 8 nhé. Máy S9 Plus bản Hàn nhé. Còn con này Oppo A92. Con này Oppo A12. Em nhầm. Con này Oppo A12 nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, lưng của nó thì mới kính cong luôn. Đấy, thiết kế sần sần này, kiểu kẻ kim cương rồi nữa. Rất là đẹp luôn nhé. Con này thì vẫn còn bảo hành chính hãng luôn nhé mọi người nhé. Máy đẹp, keng luôn. Đây. Cho mọi người xem nó đẹp như nào luôn. Đấy. Không có một vết cấn móp hay là chảy xước gì luôn nhé. Con này máy gần như mới luôn. À. Siêu đẹp luôn nhé. Đây. Cho mọi người xem cấu hình của nó luôn. Con này là con bản RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Còn nếu mà con bản RAM 3 ấy, thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Đây này, cho mọi người Oppo A12 này. Đấy. Oppo A12 nhé. Đấy, RAM 4 GB này, bộ nhớ trong là 64 GB nhé. RAM 4. Còn con RAM 3 thì RAM 3 bộ nhớ 32 thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Còn con này là con RAM 4 nhé. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64 này, nó sẽ đắt hơn này. Đấy, con này Oppo A12 mới kính cong vẫn còn bảo hành chính hãng nhé. Có thể bán cho mọi người là 2 triệu 4 nhé. 2 triệu 4. Đấy, quá đẹp luôn, đẹp như mới luôn nhé. Không có một vết nào luôn đấy, màn hình vậy. Không có một vết xước nào luôn. Bán cho mọi người 2 triệu 4 con Oppo A12 nhé. Còn con này là con G7 Prime. Con này máy bản Việt 2 SIM này. Đấy, con này thì main zin, màn zin. Con này vỏ thì thay nhé, thay mới nhé. Nên là nó mới đẹp như mới luôn. Vỏ thay mới nên đẹp như mới, không có một vết xước hay cấn móp gì. Vì vừa thay mới xong mà. Và nhìn quá phê luôn, không có một vết nào luôn nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp như trong tranh luôn. Màn cũng đẹp nhé. Màn đẹp, màn zin, không có một chút gọi gì là ám ố nhé. Đấy. Màn zin luôn.
Chỉ có vỏ nó chảy xước thì em thay cho nó vỏ bộ vỏ mới thôi. Bán cho mọi người là 1,7 triệu nhé, vỏ thay nhưng mà cũng là vỏ xịn nhé, nên là logo Samsung các thứ này nó rất là đẹp này, và các thông số của nhà sản xuất này nó cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy, quá ok luôn con này. RAM 3 bộ nhớ 32 nhé, G7 RAM này. Còn con G7 Pro này thì con này vỏ zin này, main zin, màn zin, nói chung con này chưa đụng chạm gì đến nhé. Con này máy màu hường nhé. À, máy màu hường nên lưng nó hơi xước một chút này, đấy, nó có chấm 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 như đầu kim ở lưng này nhé. Còn viền thì không bị cấn móp gì đâu nhé, đấy, viền rất là đẹp luôn, không cấn móp gì. Đấy, nó chỉ có bị chấm 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 như này thôi nhé, ừ. Chứ không có cấn móp gì nặng đây, rất này cũng chỉ chấm chấm ở đây thôi, đấy, không bị cấn móp nặng nhé, đấy, rất là đẹp luôn. Bản Việt 2 sim nhé, bán cho mọi người 1,7 triệu nhé, máy màu hương này rất là đẹp luôn. RAM 3 bộ nhớ 32 nhé. Đấy. Thực ra con G7 Pro và con G7 Prime thì RAM và bộ nhớ các thứ thì nó như nhau nhưng mà nó khác về cái màn hình. Màn hình con G7 Prime là nó màn hình LCD, còn con màn hình này màn hình AMOLED, nên là G7 Prime, G7 Pro nó có cái màn hình xịn sò hơn và nhìn sắc nét hơn so với G7 Prime rất là nhiều nhé. Độ sắc nét của màn hình AMOLED thì quá đẹp rồi, nó chỉ thua mỗi màn OLED thôi, chứ còn màn hình này thì hiển thị quá đẹp luôn nhé. G7 Pro này đấy, xước nhẹ ở lưng thôi đấy, nói chung là nhìn tổng thể thì rất là đẹp. Bán cho mọi người 1,7 triệu này. Còn con này Samsung Note 9 này, màu đen này, bản Hàn này, con này đã lên 2 sim rồi nhé, bán cho mọi người là 4,5 triệu này. Nè, viền thì siêu đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không có gì phải chê về cái viền vỏ con này luôn. Vỏ zin, kính lưng zin nhé, không có vết xước trước gì. Chỉ chê con này nó màn hình ám nhé. Đấy, nếu mà để về nền đen thì cũng không nhìn rõ được vết ám đâu, nhưng mà để về nền trắng thì sẽ thấy được cái vết ám của nó nhé. Đấy, em vào lệnh test đây. Đấy, thì nó ám như này nhé. Ừ, bán cho mọi người là 4,5 triệu nhé. Ngoài ám ra thì tất cả các chức năng các thứ của nó đều ok, bình thường hết, không có vấn đề gì nhé. Con này nói chung mọi người mua dùng để trải nghiệm hay chơi game trước rồi nó rất là mượt mà luôn. Con này RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB nhé. Note 9 thì cũng không phải nói thêm về cấu hình của nó rồi, quá là đẳng cấp rồi. Màn hình thì cong rất là đẹp luôn. Không có gì phải chê về con này ngoài cái màn ám nhé. Còn con này cũng là Note 9 bản Hàn đã lên 2 sim rồi nhé. Đấy, bán cho mọi người là 4,8 triệu này, máy màu cà phê, kính lưng zin rất là đẹp luôn, viền đẹp nhé. Viền cũng chả có cấn móp gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn, không xước, không cấn móp nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nó chỗ này nó khoang 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 là nó bị bạc màu thôi nhé, do cái dùng ốp thôi nhé. Đấy, nó hơi bạc màu thôi chứ không có cấn móp gì đâu nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Con này màn nếu mà so với đề độ ám với con đen kia thì con này ám nhẹ hơn rất là nhiều nhé. Này, cho mọi người xem này. Đấy, con này ám nhẹ hơn con đen kia rất là nhiều luôn. Đấy, nó nếu mà vệt ám rõ nhất của nó là ở dưới này. Đấy, nó có một cái vệt ám hồng này, mọi người thì là nhìn rõ nhất thôi. Còn ở trên này, phần trên này nó có ám nhưng là rất là nhẹ nhé. Đấy, phần trên này có ám rất nhẹ luôn. Đấy, chỉ có một vệt ở dưới này là ám nặng hơn một chút thôi. Đấy, thì con này bán cho mọi người là 4,8 triệu nhé, cũng là RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB nhé. Đấy, máy màu cà phê quá phê luôn, nhìn là phê. Đấy, cực kỳ là phê luôn. Ừ, còn con này là Note 9 này, Note 9 bản Việt 2 sim nhé, con này bản Việt nhé, chính hãng Việt Nam mình luôn, kính lưng đẹp zin nhé. Đấy, thông số nhà sản xuất các thứ đây nhé. Đấy, viền cũng khá là đẹp nhé, ngoài đây nó có mỗi một vết móp chỗ góc này thôi, mỗi một vết này, còn đâu thì là đẹp nhé. Đấy, không có một vết nào nữa, ngoài vết đến ra thì không có vết nào nữa luôn. Đấy, đúng một vết chỗ góc này luôn. Đấy, mỗi góc mỗi một vết ở chỗ góc chỗ này thôi, còn đâu là siêu đẹp luôn nhé.
Kính lưng zin này, đấy, đen xì luôn, rất là đẹp luôn. Màn đẹp không có một chút ám ố gì nhé. Con này thì màn siêu đẹp luôn, không một chút ám ố gì. Con này là bản Việt 2 SIM này, RAM 6 bộ nhớ trong 128 nhé. Đấy, cấu hình rất là ngon. Ngoài vết cái móp ở dưới này ra, đây, đúng, đúng vết chỗ này ra thôi, thì con này không chê vào đâu được nhé. Đây, cho mọi người xem này. Màn quá đẹp luôn. Ừ. Đấy, trắng tinh, không có một chút ám ố gì nhé. Đấy, không một vệt nào luôn. À, bán cho mọi người là 6 triệu 7 nhé. Samsung Note 9 nhé. Còn con này là Samsung Note 8 này. Con này bản Việt 2 SIM nhé. Bán cho mọi người là 4 triệu này. Bản Việt 2 SIM này. Con này kính lưng xước nhé. Đấy, kính lưng xước như này nhé. Đó. Mọi người nhìn thấy xước không? Đấy, kính lưng xước nhưng mà zin nhé. Kính lưng xước zin này. Viền xước. Viền xước cũng xước nhẹ thôi. Đây này. Nó chỉ là chóc sơn đây thôi. Đó. Cái vẻ chóc sơn đây thôi. Đấy, góc này này và góc này thôi, còn đâu là đẹp nhé. Đây này, bên hông cũng chóc chóc nhẹ thôi nhé. Còn đằng trên này đẹp nhé. Đấy, trên này đẹp hơn này, trên này nó chỉ có vết nhỏ nhỏ tí thôi. Đấy, nói chung là viền con này thì chấp nhận được, không đến mức gọi là tệ hại đâu. Đấy, xước nhẹ thôi, xước rất nhẹ thôi. Lưng thì xước nhé, lưng xước này thì dán BBS vào cho mọi người thì bao hết luôn nhé, lưng xước này nhé, bao hết luôn. Màn thì đẹp nhá, màn đẹp này, màn cũng có xước. Đấy, màn cũng có xước nhưng mà dán vào thì bao hết xước cho mọi người luôn nhé. Dán BBS vào em bao hết xước luôn. Con này màn đẹp nhá, trong veo, không có một chút ám ố gì. Đấy, rất là đẹp luôn. RAM 6 bộ nhớ trong của nó là 64 GB nhá. Đấy, con này RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Màn đẹp không ám ố gì, bản Việt 2 SIM. Bán cho mọi người là 4 triệu nhé. Con này màu xanh. Đấy, con này bản Hàn nhé. Con này bản Hàn nhưng mà nó cũng đã lên 2 SIM rồi. Đấy, bán cho mọi người 4 triệu này. Con này cũng kính lưng zin nhé. Đấy, lưng cũng hơi xước nhưng mà xước ít hơn so với con đen kia. Nếu mà so về độ xước thì con xanh này xước ít hơn. Viền thì có vài vết cấn móp. Đây. Đây, ở góc bên này bị móp này. Đấy, góc dưới móp này. Đấy, bên hông thì xước nhẹ này. Đấy, trên đầu này cũng có vết xước này. Đấy. Góc bên này thì đẹp này. Đấy, có vết xước nhỏ này. Đấy, bên hông bên này cũng xước ít nhé. Nói chung con này cũng xước nhẹ thôi. Đấy, xước rất nhẹ nhé. Nói chung cấn móp xước nhẹ. Nói chung là máy này với độ cấn móp như này thì chấp nhận được. Nó không đến mức tệ hại nhé. Đấy, cấn móp như vậy là ok. Bán cho mọi người 4 triệu nhé. Con này cũng màn hình trắng trong, không có một chút ám ố gì nhé. Đấy, trong veo luôn, không ám ố gì, chỉ có kính lưng hơi xước với viền hơi xước một chút thôi. Nói chung là dùng ốp thì quá ok luôn, nhưng mà con này thực ra nhìn bình thường thì nó vẫn khá là đẹp luôn. Đấy, bán cho mọi người là 4 triệu nhé. Còn con này là Note 8 này, con này bản Mỹ này, một sim này. Bán cho mọi người là 4 triệu mốt nhé. Bản Mỹ thì nó có thêm chữ Galaxy Note 8 ở lưng này. Đấy, nên con này kính lưng zin nhé. Đấy, những con bản Hàn, bản Việt thì nó sẽ không có chữ Galaxy Note 8 này. Chỉ có riêng bản Mỹ thôi. Đấy, nó sẽ có. Đấy, kính lưng zin này. Viền con này thì đẹp hơn hai con kia rất là nhiều luôn nhé. Đây, cho mọi người xem cái viền của nó. Máy màu đen nên là viền viền con màu đen này đẹp hơn nhé. Bản Mỹ này. Đấy. Ngoài vết cấn móp ở đây ra này thì nó rất là đen luôn ở đấy. Nếu phần dưới đấy thì chỗ này góc này cấn móp một chút nhé. Đấy, còn đâu là đen bóng luôn, bên hông thì đẹp nhé, bên hông quá đẹp luôn. Đấy, đằng trước này đẹp nhé, đằng trước đẹp bóng soi gương được luôn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Chỉ có hai bên góc dưới thì nó đấy, móp rất nhẹ như thế này nhé. Đấy, nó chỉ có một chấm ở chỗ bút này thôi. Đấy, con này đúng chỉ có hai góc dưới nó có một hai ba vết lõm nhỏ thôi nhé. Đấy, còn đâu rất là đẹp nhé, bóng soi gương được luôn. Ừ, rất là bóng luôn, kính lưng đẹp không xước gì nhé. Đấy, xước rất ít không đáng kể nhé. Đấy, viền đằng trên thì đẹp nhé, nét căng luôn. Đấy, chỉ có ở góc dưới này có ba vết móp nhỏ như này thôi nhé.
màn đẹp trắng tinh, không có một chút ám ố gì. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, con này cũng là RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, bán cho một người là 4 triệu mốt nhé. Rất là đẹp luôn. Ra bản Mỹ một sim này, con này nó chạy chip Snapdragon nên nó chạy rất là mượt mà nhé. Nếu mà so về hiệu năng ấy, thì cái con bản Mỹ này bao giờ nó cũng xử lý đồ họa các thứ nó sẽ tốt hơn so với con bản Việt, bản Hàn nhé. Đấy, riêng dòng Samsung viền đẹp bán cho mọi người trên hai con kia là 100.000 thôi. Còn con này là Oppo Zeno 2 nhé. Đấy, máy mới full book chưa qua sử dụng luôn. Đây, em mở cho mọi người xem này. Đấy, máy mới full book này. Đấy, máy mới luôn, mới kem luôn nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy, mới kính cong luôn, máy màu đen này, ánh viền màu xanh luôn, viền không có một vết chảy xước hay móp gì luôn nhé, bởi vì nó mới kính cong mà, mới đẹp luôn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không, bóng nhoáng luôn. Đấy, rất là đẹp. Màn hình của con tràn viền nhé. Đấy, phụ kiện zin này. Rồi, tặng ốp lưng. Rồi, ốp lưng da này rất đẹp luôn nhé. Cáp sạc chưa sử dụng này, cây chọc sim này, củ sạc này, tai nghe này đều chưa sử dụng hết nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn. Bán cho mọi người là 6 triệu nhé. Đấy, Oppo Reno 2 6 triệu, máy mới full book chưa qua sử dụng nhé. Con này cấu hình quá khủng luôn. Là RAM 8 này, bộ nhớ trong 256GB. Rất là khủng luôn nhé. Oppo Reno 2 nhé. Đấy, RAM 8GB này, bộ nhớ trong 256GB. Không có gì có thể khủng hơn. Máy mới full book 6 triệu ha. Còn con này là Oppo Reno 3 nhé. Oppo Reno 3 con này cũng máy chính hãng này, bán cho mọi người 5 triệu này. Con này kính lưng đẹp zin nhé. Đấy, viền đẹp này, chưa có một vết chảy xước cấn móp gì nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Oppo Reno 3 nhé, quá đẹp luôn. Đấy, con này cho mọi người xem về cấu hình của nó này. Con này cũng là RAM 8 này, nhưng mà bộ nhớ trong của con này có 128GB thôi. Nếu mà so với Oppo Reno 2 thì con này thua về cái bộ nhớ trong nhé. Đấy, con này RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128 thôi. Còn con Reno 2 nó là RAM 8, bộ nhớ 256. Đấy, nó gấp đôi về vậy bộ nhớ con Reno 3 này nhé. Đấy, con Reno 3 này bán cho mọi người là 5 triệu nhé. Còn con này con Reno 2F này. Đấy, Reno 2F thì nó là đời ra sau nhưng mà không hoàn thiện cao cấp bằng Reno 2, nên là cái con Reno 2F này nó rẻ hơn nhé, kể cả máy mới nó cũng rẻ hơn nhé. Còn thiết kế kiểu dáng thì nó na ná như nhau. Đấy, con kia thì kính lưng nó bóng hơn, còn những cái viền xung quanh các thứ này thì nó sẽ làm ánh thêm lớp màu xanh. Đấy, bánh màu đen nó làm viền ánh màu xanh rất là đẹp luôn. Còn con này thì lưng nó chỉ là một màu thôi nhé. Đấy, viền con này bị xước ở góc dưới này nhé. Đấy, một vết xước này thôi. Đấy, có một vết xước ở đây, còn đâu rất là đẹp luôn nhé. Đấy, tất cả các góc khác đều đẹp. Cũng con này cũng là màn hình tràn viền. Đấy, nhưng mà cam của con này là cam thò thụt thẳng, còn con Zeno 2 của nó là cam thò thụt kiểu dạng vây cá mập. Đấy, nó nhìn con cam của Zeno 2 nó thụt thò đẹp hơn là con này. Đấy, con này thì để em cho mọi người xem có cấu hình này. Con này cũng là RAM 8 này. Đấy, bộ nhớ trong 128 nhé. Con này RAM với bộ nhớ thì giống như con Zeno 3. Còn con Zeno 2 của nó thì bộ nhớ cao hơn nhé. RAM 8, bộ nhớ trong 128. Bán ra cũng là 4 triệu 2 nhé. Con này máy vẫn còn bảo hành chính hãng luôn nhé. Nói chung là mấy con Oppo hôm nay thì con nào cũng còn bảo hành chính hãng. Ở đây này, A920 bán cho một người là 3 triệu 4 này. S7 đẹp bán cho mọi người 1 triệu 8 này. Đấy, chảy sơn kính lưng trong suốt rồi thì là 1 triệu 6 thôi. Con này hơi chóc phím kính lưng một tí, màn ám nhẹ 1 triệu 7 này. Đấy, A8 nhỏ này 2 triệu 1 này. A8 Plus 3 triệu 2 này.
Đấy. A50 RAM 4 bộ nhớ 64 2 triệu 9 này. A50 RAM 6 bộ nhớ 128 3 triệu 3 này. A520 là 1 triệu 6 này. Đấy. S9 Plus là 4 triệu 8 này. Oppo A12 là 2 triệu 4 này. Đấy. Máy rất đẹp luôn, đẹp gần như mới. Đấy. G7 Pro 1 triệu 7 này. G7 Pro 1 triệu 7 này. Đấy. Note 9 màn ám là 4 triệu rưỡi này. Đấy. Note 9 màn ám nhẹ hơn là 4 triệu 8 này. Đấy, Note 9 đẹp chỉ có một vết móp thôi là 6 triệu 7 này. Note 8 này 4 triệu này. Đấy. Note 8 này 4 triệu này. Note 8 này là 4 triệu mốt này, bản Mỹ một sim này. Đấy. Hôm nay có cả Mỹ, Hàn, Việt luôn. Đấy. Mỹ này, Hàn, Việt. Mọi người lấy con nào cũng được. Đấy. Còn bản Việt với bản Hàn thì hơi xước hơn một chút, còn bản Mỹ thì khá là đẹp. Đấy, Oppo Reno 3 là 5 triệu này. Reno 2F là 4 triệu 2 này. Đấy, Reno 2 máy mới Facebook chưa qua sử dụng là 6 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người lấy máy nào thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.